Còn gì không? Chồng làm nốt cho. Anh có thể hỏi cô này sớm hơn không? Xong hết rồi. Hay đổ hết đi làm lại đầu vậy. Ôi thơm quá, thơm quá. Một mình con làm tất cả các món này đấy hả? Dạ vâng ạ. Dâu của mẹ đấy, ổn không? Quá được, quá được. Ngồi đi con. Cái món cá kho giềng có vẻ ngon đây. Có cả canh cua nữa đây bà. À thế à? Ừ, bà thích canh cua với lại cà pháo nhá. Toàn món bà thích ạ. Con cũng biết là bà và bố mẹ thích ăn đồ truyền thống, nên hôm nay con làm những món đơn giản thôi ạ. Ừ, cứ để mọi người thử đã nhá. Chị rửa tay đi rồi ngồi ăn cơm cùng với mọi người ạ. À, Thi này, không được đâu. Đây là lễ của gia đình đấy. Mẹ ơi, cháu nó vừa mới về nên chưa hiểu chuyện. Cứ từ từ rồi dạy ạ. Bà cứ để con dạy cho bà. Tí lên phòng học nội quy nhá. Hai đứa học nhẹ nhàng thôi nhá. Hai đứa cưới xin xong rồi thì tính chuyện về công ty làm việc đi. Hai vợ chồng hỗ trợ cho nhau. Chức giám đốc kinh doanh bố vẫn dành cho con đấy. Quyết luôn đi con. Vị trí đấy thì bố cứ mời người khác đảm nhiệm đi ạ. Con vẫn đang muốn ở ngoài để phát triển sự nghiệp riêng. Bố biết là con thích nấu ăn. Thế nhưng mà mấy việc đó chỉ để giải quyết thú vui, không thể coi là sự nghiệp được. Con thì nghĩ là bất kể công việc gì mà mình làm tốt thì đều đáng giá cả. Mà con vẫn muốn xây dựng thương hiệu để phát triển thành chuỗi nhà hàng ạ. Nhân tiện đây thì sắp tới con cũng xin phép bố để cho Thi nghỉ việc công ty và về làm quản lý cho con. Hôm nay nhà mình đông đủ đây thì con cũng xin phép báo thêm một tin nữa là bọn con sẽ chuyển ra ở riêng ạ. Con vừa nói cái gì? Tại sao lại ra ở riêng? Cháu đang sống với mọi người đông đủ sum vầy như thế này, tách riêng ra làm gì? Bọn cháu cũng cưới nhau rồi, mà Thi thì đang bầu, nên cũng gọi là một gia đình nhỏ rồi ạ. Bọn cháu ra ngoài ở riêng để có những cái chủ động trong cuộc sống ạ. Hai đứa dọn ra ngoài thì ở đâu? Và có kế hoạch gì chưa? Hôm nay thì con mới thông báo để gia đình mình biết thôi. Còn chắc chắn là việc này con và vợ con sẽ phải bàn bạc với nhau thật là kỹ ạ. Được rồi, việc ra ở riêng là việc lớn, sẽ bàn sau. Bây giờ để bà ăn cũng đói. Bố, con nghĩ đây là việc riêng của vợ chồng con. Bàn bạc chỉ là bọn con bàn xem ra ngoài ở như thế nào thôi. Còn chắc là không phải bàn bạc gì đâu ạ, con quyết rồi. Hai đứa vừa đi tuần trăng mật về, cứ nghỉ ngơi đi đã. Bố con nói đúng đấy, chuyện này để tính sau đi. Chưa bàn bạc kỹ lưỡng với nhau mà đã quyết định, bố thấy là không được rồi. Dạ, bố nói đúng ạ. Đúng là việc này con và anh Huy cũng chưa nói chuyện gì với nhau cả. Con xin lỗi bà, con xin lỗi bố mẹ và anh ạ. Với nữa, con không thể tách riêng gia đình của mình ra được. Ở đây còn có bà, có bố mẹ, có anh Long nữa. Mà thôi, Sâm đâu? Dạ. Mang cơm ra đây. Thôi, đã mang việc này ra bàn trước bữa cơm rồi thì còn ăn uống làm sao được nữa.